Theo bản tin thời tiết mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm ngày 9 tháng 5, mưa lớn giảm dần. Mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Thời tiết nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết ngày 8 tháng 5 năm 2024 các vùng trên cả nước. Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nếu như máy lạnh, máy quạt là những thiết bị có thể giúp xoa dịu cái nóng gay gắt những ngày vừa qua khi chúng ta ngồi trong nhà, thì những vật dụng như là khẩu trang, váy chống nắng, áo chống nắng hay là găng tay là những vật dụng không thể thiếu đối với người dân khi ra đường vào khung giờ từ 8 giờ sáng cho đến 16 giờ. Bởi vì đây là khung giờ mà chúng ta phải đối diện với chỉ số tia UV luôn nằm ở mức cực đại từ 12 cho đến 13 và nhiệt độ thì từ 37 cho đến 39 độ C. Chính vì vậy mà ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày vừa qua, những mặt hàng đồ chống nắng như thế này đã cực kỳ hút hàng. Nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ trung bình luôn vượt ngưỡng 37 đến 39 độ C và chỉ số tia cực tím ở mức cực đại từ 12 đến 13. Hiện tượng này cực kỳ nguy hiểm cho da khi đi ra đường. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các cửa hàng kinh doanh đồ chống nắng hốt bạc vì hút khách mua hàng. Một chủ cửa hàng có nhiều năm bán đồ chống nắng trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu của người dân, đặc biệt là phái nữ về váy áo chống nắng tăng mạnh trong thời gian qua. Mỗi ngày cửa hàng bán trung bình từ 20 đến 30 bộ. Dùng hai từ là kinh khủng. Tuy nhiên là nó vượt mức nóng hơn bình thường rất là nhiều. Mỗi năm là không có như vậy đâu. Năm nay là nó hình như nó hạn Anino hay sao á. Quá nóng luôn.
chịu không nổi, nhu cầu rất là cao. Cứ thấy váy là tấp vô, thấy váy chống nắng, bộ chống nắng là tấp vô. Cháy hàng á, cháy hàng mà còn tăng giá. Trời nắng nóng quá, đa phần là họ đã trang bị từ ở nhà rồi. Có khi là họ muốn thay đổi mẫu mới á, thì họ mới tấp vô, hoặc là họ đi họ quên á, quên váy, quên bộ chống nắng á, thì họ tấp vô. Nhưng mà đa phần thì bán găng tay, khẩu trang này nhiều. Váy hoặc là bộ chống nắng cái nào, đôi lúc nó rơi vào cái mặt hàng nào bán chạy á, thì mình nhập không kịp là cũng hết vải, hết hàng. Thì coi như mình chịu, mình phải giới thiệu khách mẫu mới. Một số chủ cửa hàng kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các sản phẩm đồ chống nắng có độ bền cao. Vì vậy, để kích cầu mua sắm, các cửa hàng cũng đặt xưởng may nhiều mẫu váy áo thời trang, trẻ trung hơn để đáp ứng nhu cầu mọi người. Những mẫu mới ra sẽ có giá nhỉnh hơn mẫu cũ, giá tiền cũng phụ thuộc vào chất liệu vải. Hàng váy áo chống nắng thời trang có giá từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng tùy mẫu mã. Có những mẫu suông nè, mẫu xẻ nè, xẻ là tách chân ra đó, rồi mẫu xòe nè, xòe là giống như là xòe như cái đầm vậy đó, cho dễ mặc, dễ ngồi xe. Nói chung theo thị trường, người ta sao thì mình cũng vậy. Có những cái mẫu đuôi cá nữa, nhưng mà đuôi cá thì có vẻ bán chậm hơn những mẫu kia, tại mẫu đuôi cá kén khách mua lắm. Tùy theo chất vải mà nó có cái giá thành của nó, 100, 120, 150, 180, 200 mấy cũng có. Ngoài thị trường nó có nhiều giá cả, nhiều chủng loại là vậy đó, là do những cái loại vải khác nhau thì nó sẽ cho ra những cái giá thành khác nhau. Mình ghé quầy để mua bao tay với lại váy chống nắng, bởi vì mấy cái đồ của mình nó cũ, với lại mình thấy chất vải của nó khá là mỏng, nó không chịu được cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Mình mới vừa mua cái bao tay khoảng giá là 60.000 với lại cái váy chống nắng khoảng 200.000. Theo mình thì với cái mức giá này khá là hợp lý, tại vì cái chất vải mà mình mua thì nó rất là ổn và tốt, nó có thể giúp mình chống được những cái tác hại của ánh nắng thì chiếu trực tiếp vào da, và nó giúp mình mang thoải mái và không có bị quá là bực bội hay là nóng bức khi mà ra ngoài. Mình mua váy chống nắng, thực ra thì mình đã có váy chống nắng rồi, nhưng mà với thời tiết này á, thì mình không thể xài một cái hoài được, mình thay đổi, mình để hờ trong cốp, hoặc là ai đó có cần thì mình cho mượn. Khẩu trang, váy chống nắng, áo khoác á, thì giúp cho mình chống tiêu UV, chống nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng nắng nóng khô hạn ở khu vực Nam Bộ bắt đầu thu hẹp và giảm dần cường độ. Tuy nhiên, người dân cần hạn chế đi ra nắng khi không cần thiết, tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng trong khung giờ tia UV hoạt động cực đỉnh, từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Đặc biệt, người dân nên che chắn, sử dụng kem chống nắng khi ra đường để bảo vệ làn da trước tác động của nắng nóng. Những ngày qua, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng kỷ lục khiến người dân gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt kinh doanh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm hái ra tiền của những dịch vụ nước rẻ khát. Nhiều cửa hàng quy mô nhỏ bán lề đường nhưng cũng thu tiền triệu mỗi ngày. Theo ghi nhận, dọc tuyến đường Soviet Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, nhiều quán nước rẻ khát lưu động liên tục mọc lên để phục vụ nhu cầu giải nhiệt của người đi đường. Tại quán nước rẻ khát của chị Trần Thị Mỹ Hiền trên đường Soviet Nghệ Tĩnh, dù chỉ phục vụ cho khách hàng mua mang đi, tuy nhiên mỗi ngày quán chỉ bán được từ 200 đến 300 ly nước, đỉnh điểm có những ngày bán tới 500 ly nước. Với đơn giá trung bình 15.000 đồng một ly, những ngày đông khách quán chị Hiền thu không dưới 10 triệu đồng. Cái nhu cầu cao nước không nhiều. Bình thường thì chị bán 200 ly, còn như nắng nóng nhất là chị bán 400-500, mía thì 10-15-20, còn rau má 12-20, đơn hàng cũng lai rai hơn, còn người ta tới đây mua thì nó nhiều. Tương tự, tại quầy nước mía trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, những ngày này không khó để bắt gặp cảnh hàng chục người đứng xếp hàng chờ mua nước mía mang đi. Bên trong quán, hàng trăm bó mía được xếp la liệt. Do chỉ có 2 người phục vụ nên những giờ cao điểm, lượng khách tăng đột biến, chủ quán phải làm việc hết công suất. Theo đại diện quán cho biết, những ngày nắng nóng lượng khách tăng đáng kể, quán phải chia ca hoạt động từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối để phục vụ người dân. Thì mình uống cái nước nào mà mát thì mình uống thôi, rau má là nước mía đồ giải nhiệt. Tại vì cái mùa nắng nóng là cái hai cái loại nước mà uống có tích cách được nhất là nước mía và nước dừa. Hai cái nước đó đã làm cho người ta dễ chịu hơn. Bên cạnh nước rẻ khát, một số sản phẩm như áo choàng, váy chống nắng cũng bội thu dịp nắng nóng. Theo một người buôn bán trên đường quốc lộ 13 quận Bình Thạnh cho biết, doanh thu từ mặt hàng chống nắng những ngày gần đây có tăng mạnh. Khách hàng chủ yếu là các tài xế xe công nghệ, chủ yếu mua các sản phẩm găng tay chống nắng và khẩu trang trùm đầu.